em học sinh khối 9. Ở bài trước, các em đã được tìm hiểu bài 33, vùng Đông Nam Bộ. Tiếp theo, các em đã được tìm hiểu phần tiếp theo là về phần dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ và các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bài học tiếp theo ngày hôm nay, chúng ta sẽ vào bài mới về một vùng cuối cùng của nước ta. Trước khi vào bài mới, cô kiểm tra bài cũ. Em hãy kể tên các vùng kinh tế đã được học theo thứ tự từ 1 đến 6. Cô có bảng lược đồ sau đây. Các vùng kinh tế các em đã được học là: một là vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, thứ hai là đồng bằng sông Hồng, vùng thứ ba là vùng Bắc Trung Bộ, và vùng thứ tư là vùng duyên Hải Nam Trung Bộ, vùng thứ năm là vùng Tây Nguyên, vùng thứ sáu là vùng Đông Nam Bộ chúng ta vừa được học. Tiếp theo, bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học vùng cuối cùng, đó chính là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là vùng kinh tế thứ bảy của nước ta. Các em vào bài mới, tiết 40, bài 35, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có vị trí thuận lợi, có vị trí địa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên đất, khí hậu, nước, sinh vật phong phú và đa dạng. Người dân thì lao động cần cù, năng động, thích ứng, linh hoạt với sản xuất hàng hóa. Đó là những điều kiện quan trọng để xây dựng đồng bằng sông Cửu Long, miền Tây Nam Bộ thành vùng kinh tế động lực và chúng ta sẽ được tìm hiểu rõ hơn trong bài học ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ. Câu hỏi của cô như sau, các bạn hãy xác định vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ của vùng Đông đồng bằng sông Cửu Long trên lược đồ. Đây là vị trí của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ nhất, về phần tiếp giáp, phía đông bắc là tiếp giáp với vùng Đông Nam Bộ. Phía bắc tiếp giáp với Campuchia. Phía Tây Nam tiếp giáp với Vịnh Thái Lan. Và cuối cùng là phía Đông Nam thì tiếp giáp với Biển Đông. Các em có thể ghi vào vở như sau. Thứ nhất, về vị trí nằm ở phía Tây của vùng Đông Nam Bộ. Tiếp giáp thì giáp Campuchia, giáp Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Đồng bằng sông Cửu Long có những tỉnh và thành phố nào? Các em cùng theo dõi nên được rồi. Thứ nhất, đồng bằng sông Cửu Long có Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre, tỉnh Cần Thơ, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Bạc tỉnh Cà Mau nữa. Vậy vị trí địa lý của đồng bằng sông Cửu Long có ý nghĩa như thế nào? Đây là một vị trí thuận lợi giao lưu trên đất liền và trên biển với các vùng và quốc tế.
Đây là vị trí của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Em theo dõi mũi tên của cô. Có vị trí nằm gần đường hàng hải quốc tế nên thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế và văn hóa với các khu vực. Chúng ta sẽ sang phần 2 về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Về thứ nhất, về đặc điểm. Đặc điểm của khu vực đồng bằng sông Cửu Long có địa hình thấp và tương đối bằng phẳng. Vậy, cho biết những đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên có thuận lợi gì cho việc sản xuất nông nghiệp? Chúng ta có thể nhìn lên hình 35.2 sơ đồ tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. Thứ nhất là có tài nguyên đất rừng, tài nguyên khí hậu và nước và tài nguyên biển và hải đảo. Trong đó thì tài nguyên đất rừng với diện tích là 4 triệu 2 hecta, rồi đất phèn, đất mặn là 25 triệu hecta, rừng ngập mặn ven biển và trên bán đảo Cà Mau chiếm một diện tích lớn. Về khí hậu và nước thì khí hậu nóng ẩm, lượng mưa dồi dào, sông Mekong thì đem lại nguồn lợi lớn, hệ thống kênh rạch thì chằng chịt, vùng nước mặn, nước lợ cửa sông, ven biển rộng lớn. Theo là về biển và hải đảo thì có nguồn hải sản như là cá, tôm và các hải sản quý hết sức phong phú. Biển thì ấm quanh năm, ngư trường rộng lớn, nhiều đảo và quần đảo, thuận lợi cho việc khai thác hải sản. Các loại đất chính ở đồng bằng sông Cửu Long thì có là đất phèn, đất phù sa, đất mặn, có nhiều loại đất, trong đó đất phù sa chiếm một diện tích lớn. Mạng lưới sông ngòi kênh rạch thì chằng chịt, sông Mekong đem lại nhiều nguồn lợi lớn. Trong đó có việc giao thông trên đường sông này, phù sa, cung cấp nước tưới tiêu trong nông nghiệp và khai thác nuôi trồng thủy hải sản. Đây là một số hình ảnh về việc khai thác cá ở trên các con kênh, trên các con sông. Hay là việc đánh bắt các hải sản. Ở đây thì tập trung rất là nhiều sinh vật. Về đặc điểm thì có thuận lợi như sau: về đồng bằng rộng, đất phù sa, khí hậu thì nóng ẩm, nguồn nước dồi dào, sinh vật thì phong phú và đa dạng cả trên cạn và dưới nước. Bên cạnh đó thì thiên nhiên cũng gây không ít khó khăn cho việc sản xuất và đời sống của dân cư cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một số hình ảnh về lũ lụt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó thì cũng ảnh hưởng của mùa khô gây ra hạn hán, về việc ô nhiễm môi trường. Lũ lụt thì kéo dài, mùa khô thì gây thiếu nước, gây hạn hán, đất phèn, đất mạnh thì chiếm một diện tích lớn. Và việc
Ô nhiễm môi trường cũng ảnh hưởng, cũng gây những khó khăn cho đời sống và sản xuất của người dân trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một số hình ảnh đất bị nhiễm mặn. Đất nhiễm phèn, lòng mương đóng váng sắt màu đỏ. Chúng ta ghi khó khăn. Thứ nhất về lũ lụt. Thứ hai là diện tích đất phèn, đất mặn lớn. Thứ ba là thiếu nước ngọt trong mùa khô. Đặc biệt, các bạn có thể thấy trên thời sự tình hình diễn biến thiếu nước ngọt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra rất là phức tạp và nghiêm trọng. Người dân phải đi mua nước để cho việc sản xuất nông nghiệp cũng như là sinh hoạt trong đời sống gây rất là nhiều khó khăn. Vậy bên cạnh những khó khăn đó thì cũng có những biện pháp để khắc phục những khó khăn của vùng như là làm nhà tránh lũ. Hay là chính cái việc là sống chung với lũ. Chúng ta sẽ sang phần 3 về đặc điểm dân cư và xã hội. Đặc điểm của dân cư của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với dân số là trên 16,7 triệu người năm 2002 thì vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng đông dân, chỉ đứng sau vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó thành phần các dân tộc người người ngoài Kinh, ngoài người Kinh còn có người Khmer, người Chăm, người Hoa, vân vân. Thứ nhất, đặc điểm là vùng đông dân. Thứ hai là ngoài người Kinh còn có những người Khmer, người Chăm, người Hoa. Vậy từ đặc điểm dân cư đó cho vùng đồng bằng sông Cửu Long có những thuận lợi gì? Thứ nhất là có nguồn lao động dồi dào. Thứ hai là thị trường tiêu thụ rộng lớn, có kinh nghiệm trong việc sản xuất nông nghiệp, sản xuất hàng hóa. Đây là một số hình ảnh về người dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây được coi là miền sông nước của nước ta, ở các tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Kiên Giang. Tỉnh Bạc Liêu. Vậy, nhận xét một số tiêu chí phát triển dân cư, xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long. Thứ nhất, về các tiêu chí như là mật độ dân số, tỷ lệ gia tăng tự nhiên của dân số, tỷ lệ hộ nghèo và thu nhập bình quân đầu người trên tháng, tỷ lệ người lớn biết chữ, tuổi thọ trung bình và tỷ lệ dân số thành thị. Trong đó, chúng ta sẽ so sánh vùng đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. Thứ nhất là về mật độ dân số. Mật độ dân số của vùng đồng bằng sông Cửu Long là 407 người trên 1 km vuông, trong đó cả nước chỉ là 233 người trên 1 km vuông. Thứ hai là về thu nhập bình quân đầu người trên tháng, vùng đồng bằng sông Cửu Long là 342,1 nghìn đồng, so với cả nước là 295 nghìn đồng. Vậy, thu nhập bình quân đầu người trên tháng của vùng đồng bằng sông Cửu Long cao hơn cả nước. Tiếp theo, về tuổi thọ trung bình của khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng cao hơn cả nước, là đồng bằng sông Cửu Long tuổi thọ trung bình là 71,1 năm. Trong đó, tuổi thọ trung bình của cả nước là 70,9. Tiếp theo về tỷ lệ số dân thành thị.
So đồng bằng sông Cửu Long là 17,1%, cả nước là 23,6%. Như vậy, tỷ lệ đồng bằng số dân số thành thị của đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn so với cả nước. Tiếp theo về tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng thấp hơn cả so với cả nước với là 10,2%, cả nước là 13,3%. Tiếp theo về tỷ lệ người lớn biết chữ thì so đồng bằng sông Cửu Long là 88,1%, so với cả nước là 90,3%. Vậy tỷ lệ người biết chữ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn. Vậy từ các tiêu chí này em có nhận xét gì về tình hình dân cư, xã hội của đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước? Chúng ta đã vừa nêu ra được các tiêu chí này và nhận xét tiếp theo rồi. Về mặt khó khăn thì mặt bằng dân trí chưa cao, tỷ lệ người lớn biết chữ còn thấp là 81,1%. Về bài tập củng cố. Bài tập thứ nhất. Vị trí địa lý của vùng đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi gì với sản xuất? Đối với sản xuất, thứ nhất là thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biển và giao lưu với các nước trong khu vực. Thứ hai là thuận lợi cho việc đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp. Thứ ba là thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp dầu khí, chế biến thực phẩm. Thứ tư là thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biển và giao lưu với tất cả các vùng trong nước. Đáp án đúng là đáp án A, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biển và giao lưu với các nước trong khu vực. Tiếp theo, câu hỏi thứ hai, điều kiện tự nhiên của vùng tạo thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế nào? Chọn đáp án đúng. A. Trồng lúa, hoa màu, nuôi gia súc, gia cầm. B. Trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn. C. Nông nghiệp với cơ cấu sản phẩm đa dạng. Và D. Là sản xuất lương thực, thực phẩm. Đáp án đúng là đáp án D. Sản xuất lương thực, thực phẩm. Các em làm bài tập trong sách giáo khoa. Tiếp theo, các em làm bài tập 2 trong sách giáo khoa trang 128 vào giấy để tính điểm. Cô sẽ tính điểm làm bài kiểm tra 15 phút và các bạn sẽ nộp vào thứ tư tuần sau. Cô yêu cầu bạn lớp trưởng sẽ thu bài lại giúp cô và mang đến phòng hội đồng vào ngày thứ tư của tuần sau. Không chấp nhận những lý do cô sẽ không chấp nhận những lý do nào các bạn thiếu bài bởi vì cô đã cho lớp mình cả một tuần để làm. Tiếp theo, các bạn tìm hiểu, sưu tầm tài liệu tranh ảnh về những thành tựu trong sản xuất lương thực, thực phẩm của đồng bằng sông Cửu Long. Bài học đến đây là kết thúc. Các em chúc các em chăm ngoan học giỏi.